Làm gì nhìn Cúc dữ vậy? Bộ Cúc tàn lắm hả? Sao bao nhiêu năm rồi mà không bao giờ mình thấy Cúc gọi cho mình gì hết giờ? Mình đi tìm hoài mà không biết Cúc ở đâu hết. Cúc tệ lắm đó. Không gọi, nhưng biết mình ở biệt thự. Chồng con đàng hoàng, công danh tốt đẹp. Dạo này Cúc sao rồi? Chồng con gì chưa? Đang làm gì? Sống ở đâu? Bình thường, chưa chồng, chưa con, Cúc vẫn còn lông bông. Mà nhiều khi như vậy cũng hay. Sao mà hay? Mình sao vậy? Hay là ông tính với mình có vấn đề hả? Cũng không có gì, bình thường thôi. Mà thôi, đừng nói chuyện của mình nữa. Mấy bữa nay không hiểu sao mình cứ nằm mơ thấy Sơn khóc với mình hoài. Mình cũng thấy Cúc trong giấc mơ nữa. Bộ tới bây giờ mình vẫn còn mơ thấy Sơn hả? Cúc cũng nghĩ là mình không xứng đáng phải không? Không phải vậy. Cúc thấy mình làm sao á? Bộ có chuyện gì hả Minh? Dạo này Sơn làm gì? Lâu rồi mình cũng không thấy phim nào của ảnh quay hết. Sau này anh Sơn ảnh thích làm phim tài liệu, tự làm tự quay, làm về đề tài trẻ em bị chất độc màu da cam, mấy làng phong, mấy xã bị ung thư, rồi mấy vụ lâm tặc này kia. Người ta coi phim rồi ủng hộ giúp đỡ nhiều lắm. Hồi đó mình nghe nói anh học đạo diễn, sao anh không học nữa? Một thời gian sau ảnh mê chơi hình, thích cầm máy hơn, nhưng mà chắc có tài bẩm sinh, với tài liệu biết Sơn nhiều lắm. Đầu năm nay ảnh tính đi học cho có bài bản, lấy hồ sơ hết rồi, nhưng mà cuối cùng lại thôi. Sao vậy? Chắc là có lý do. Lý do gì? Tuyết mình rảnh không? Đi đây chút. Đi đâu? Thì đi rồi sẽ biết. Trợ lý của bông của em đó hả? À, đúng rồi. Chà, dễ thương quá Chị, wow, chị giấu kỹ quá nha, hôm nay mới chịu giới thiệu đó. ha. Anh khen người hay khen À, gấu vậy? Giới thiệu với em, đây là anh Thông bạn chị, còn đây là Xuân Trúc. Dạ em chào chào em. anh. Anh biết không, ở đây mọi người đều gọi em là cửa hàng gấu bông di động đó. Còn phòng ngủ của em á thì toàn là gấu bông không à, có khi em còn không có chỗ để ngủ nữa đó. Thì anh nghĩ là em rất có nhiều khách đến tư vấn đó đúng không? Đúng rồi, chỉ là cách nam thôi. Vấn đề của mấy ổng là làm sao thu phục được cô tư vấn viên này đó. Chị chọc em hoài. Thôi em đang làm trước nha chị. Em chào anh. Em lên nha chị. Chào. Hello bà. À, tối nay em ăn gì? Bây giờ em cũng không biết tốn sao. Với lại trưa nay em còn phải đón thằng Nu nữa. Có gì trưa em nhắn tin cho anh. Ok. Em đi. Chào em. Chào chị. À chị ơi, có hộp đột xuất. Cô Thái đang chờ chị á. Ủa, hộp đột xuất hả? Có chuyện gì vậy? Dạ em nghe nói là mới có chỉ đạo thanh tra nhân thân của tư vấn viên, ai không đạt sẽ bị loại đó chị. Vừa rồi báo xã hội lên tiếng tới mấy bài về chuyện các trung tâm tư vấn đã mọc lên tùm lum, mà tiền thù lao thì lại quá đắt. Giờ mấy trung tâm bị rà soát hết về nhân sự, bằng cấp, học vị và mức giá tư vấn nữa. Cho nên phòng quản trị đã gửi hồ sơ rồi. Các anh chị kê khai rồi nộp lại giùm. Nhưng mà tin tốt là trái tim xanh uy tín, hiệu quả, chắc là không sao đâu. Đúng rồi, công ty mình có chị Kim Điệp mà. Một mình tên chị Kim Điệp là đủ rồi. Ừ, đúng vậy đó. Nhưng mà nay mai phải có người đi xuống cơ sở chứ. Nên
mình phải chú ý đào tạo người mới và tuyển thêm nữa. Chà, vậy là phải tuyển dữ à? Đương nhiên. Thôi, bây giờ mấy chị về tổ bàn giùm đi, coi đề xuất những tên tuổi nào cho văn phòng của mình. Sau đó mình sẽ chọn rồi tiến hành mời, vậy nha. Dạ, dạ. Vậy cũng được. Chị à, vậy là tới lúc rồi phải không? Mình phải làm sao đây? Thực sự, lúc kêu em vô làm, chị cũng không nghĩ em lại làm tốt tới mức đó. Em cũng vậy đó. Thực ra em chỉ nghĩ là làm chơi cho vui thôi. Nhưng mà bây giờ em thấy yêu cái nghề này thật sự rồi chị à. Nếu như không làm được nữa, thì chắc phải lâu lắm mới em mới bình thường lại được chị à. Trái tim xanh không thể không có tên Kim Điệp. Hay thôi đi, mình cứ báo là em nghĩ được không chị? Chị nói nãy giờ mà em không hiểu hả? Em đã là thương hiệu của Trái Tim Xanh rồi. Em không làm thì cũng phải có người khác làm, cho tới bao giờ tìm ra Kim Điệp thật. Nhưng mà không còn cách nào để kiếm ra chị Kim Điệp hả chị? Thám tử chị cũng đã thuê luôn rồi, nhưng mà không có tung tích gì hết á. Vậy là bây giờ chị viết xong rồi ký tên Kim Điệp đi. Hoặc là mình kiếm một người nào đó danh chánh ngôn thuận mà có bằng cấp đàng hoàng đó chị. Nếu như mình coi Kim Điệp là một cái tên chung đi, giống như là chị Mai Sương hay Thu Hằng ở bên báo Người Phụ Nữ đó chị. Rồi sau đó thì nhiều người ký được mà. Vấn đề là trong số những người đã thử, em là người làm tốt nhất, đúng với phong cách Kim Điệp xưa nhất, cho nên đâu có ai nghi ngờ gì đâu. Nhưng mà chị ơi, chuyện này mà bể ra, chị có tưởng tượng chuyện gì xảy ra không hả? Rồi lỡ như chị Kim Điệp đó tự nhiên chỉ quay về, rồi chị nói là em giả mạo, giả danh chỉ thì sao? Dù sao thì cũng không còn cách nào hết. Để chị làm cho em một bộ hồ sơ có bằng cấp đàng hoàng. Tạm thời mình cứ nộp đi rồi tính sao. Chị, trời ơi, cái đó còn nguy hiểm hơn đó chị à. Trời ơi, mai mốt người ta biết được, người ta nói là mình xài bằng giả thì sao? Không có cách nào khác em à. Nè, chị biết, em biết, tạm thời em chỉ đi, để chị lo cho. Sơn đang nhận một dự án về làm phim cho trẻ lang thang, rồi gom tụi nó vô trong máy ấm hòa bình. Còn anh muốn làm cái gì đó nó có ý nghĩa một chút. Chỉ anh làm được, sống được những người. Sơn đang bệnh với tuyết mình. Bệnh rất nặng, nhưng mà nhất quyết cũng chịu đi bác sĩ. Bệnh nặng? Bệnh gì vậy? Không biết nữa. Đây nè, mình nhìn đi, thuốc giảm đau phải chích liều cao đó. Cô phải thường xuyên tới bác sĩ lấy thuốc cho anh. Tuyết Minh nè, chỉ cần Tuyết Minh nói với anh Sơn chữa trị đàng hoàng, chỉ cần vậy thôi nha. Lại gặp anh Sơn nha Minh. Cái gì vậy? Sao vậy? Mình nghĩ chắc mình phải về. Tuyết Minh nè, Tuyết Minh giúp anh Sơn đi. Tuyết Minh.
xúc nè. Thấy chưa? Đó. Anh Sơn. À, chào em. Nè, bây giờ có bắt đầu quay đi. Nè, đưa tay đi. Từ từ. Nè, bây giờ coi anh làm nè. Chuyện gì vậy? Quay mới đẹp phải không? Đâu có ai đâu. Có em đây nè chứ có ai. Chị Điệp, chị có thư nè chị. Đây chị. À, cô Thái nhắc chị là báo cáo với nhân viên mới đó nha. À vậy hả? Chị biết rồi, dạ. Cảm ơn em. Chị hả? Sếp giữ chị lại có chuyện gì vậy? Sếp có đánh giá về em không chị? Không. Chị, em nói nghe nè. Cái anh đó đó, được đó chị. Được không? Quá được luôn á. Mà chị với ảnh định chừng nào cưới vậy? Ờ thì cũng phải từ từ chứ. Nếu em mà là chị hả, em bắt anh cưới liền luôn. Như vậy mới chắc ăn. Thời buổi bây giờ hả, đàn ông khó tin lắm. Nè, em có bao nhiêu mối tình rồi mà nghe có vẻ có nhiều kinh nghiệm quá vậy. Thì báo chí viết đầy ra đó chị. Với lại em xem trên phim á, em thấy toàn là phụ nữ bị phụ tình không à. Trời đất ơi, tư vấn tâm lý mà nói vậy đó hả? Chị, bộ em nói gì sai hả? Thôi, đi ra mời khách vô đi, người ta chờ ở ngoài kìa. Chị, để bữa nay em thể hiện cho chị đánh giá nha. Chị đừng có xen vô gì hết á. Để em tư vấn cho chị coi. Chị không cần phải đánh giá em cao quá làm gì. Chỉ bằng tầm của em là được rồi. Thiệt vậy đó hả? Dạ. Chị đừng có tưởng xung quanh em toàn là gấu bông là em không biết làm gì nha. Em mà ra tay hả, cũng sâu sắc không có thua gì ai đâu. Thôi được rồi, cứ thử coi làm sao. Dạ, em cảm ơn chị. Ngân, ra mời khách vô đi. Dạ chị. Ai lạ quắc vậy? Chị ơi, cho tôi hỏi, đây có phải là nhà của cô Duyên đi thi tiếng Hát cùng thời gian không chị? Đúng rồi. À, chị là Kim Oanh đúng không? Đúng rồi. Tôi xin giới thiệu, tôi là Đức. Có tiệm cầm đồ ở ngoài chợ Nguyễn Tri Phương á. Tôi đi thi ca với cô Duyên. À, cô Duyên nó rảnh tới nhà chơi, cho nên... Thôi, biết rồi. Má tôi trong á, tôi vô tôi kêu má tôi cho. À, thật ra cô Duyên nói là có Oanh ở nhà, cho nên tôi mới tới chơi. Tôi không có rảnh. Thấy không? Tôi không hề rảnh. Ừ, ông nhà tôi lúc này ổng kỳ lắm. Khó nói lắm. Trời ơi, chị cứ nói đi. Không sao hết á. Ở đây á, hằng ngày tụi em nghe đầy cả lỗ tai á. Chị cứ nói đi. Chồng chị kỳ sao? Hả? Ờ, thì cái chuyện đó đó. À, không cương được chứ gì. Hay là cương hồi, hay là không xuất tinh được, hay là... Trời ơi, không phải vậy. Rồi, hay là lâu ngày quá cho nên bị nguội, mất cảm giác phải không? Thì cũng có thể là vậy, nhưng mà ổng kỳ lắm. Hay, em hiểu rồi. Vợ chồng sống với nhau lâu ngày, biết nhau quá, thuộc nhau quá, cho nên trở thành nhàm chán. Em nghĩ là chị phải thay đổi đi. Thay đổi sao cô? À, chờ em chút, em cho chị coi cái này. Đây. Đây nè, em chuẩn bị cái tài liệu này cho chị nè. Chị coi đi. Chị nên về thử đi. Trời ơi, có cái này nữa hả cô? Ừ. Trời ơi, thiệt á. Mà cái này cũng còn đỡ nghe.
Chứ ổng hả? Ông biểu tôi coi phim sát. Trời ơi, kinh dị muốn chết luôn vậy á. Thiệt á. Giờ để tôi đem này về chổng coi nha. Em cũng đang định dặn chị như vậy đó. Hai người cùng xem phim với nhau thì cũng hay. Em hỏi thiệt chị nha, lúc chị xem phim với ảnh đó, chị có hứng không? Thì coi thì cũng coi như vậy. Nhưng mà nè, còn một việc này nữa, chị nên mua set toy về cho anh xài đi. Ừ, mà set toy là cái gì? Là bao cao su á hả? Bao cao su á thì có rất nhiều loại. Mùi dâu nè, mùi sô cô la nè, 12 con giáp nè, rồi gai cứng, gai mềm, nói chung là rất nhiều. Nhưng mà ý của em á không phải là về cái đó. Trời, mà mấy cái dụng cụ đồ chơi á, mấy cái thứ mà dùng để kích thích đó chị. Trời ơi, qua hết đủ hết rồi. Qua hết rồi hả? Ừ. Vậy chứ chị định hỏi gì? Thiệt ra thì lâu lắm rồi ông không có chịu hôn tôi. Hả? Giờ tôi phải làm sao hả cô? Ủa, con mới tới hả con? Má. Gì vậy? Má. Gì? Sao má kỳ vậy? Tự nhiên cái kêu ông cầm đồ về cho con. Cầm đồ thì sao? Hả? Nó có kinh tế ổn định thì nó mới hát hò được chứ. Đòi hỏi cao quá ở đâu ra? Con không có đòi hỏi cao, nhưng mà ít ra cũng phải có nghề nghiệp đàng hoàng. Nghề nghiệp đàng hoàng chứ. Tự nhiên cầm đồ kỳ quá. Nghề nghiệp làm sao? Bây giờ văn phòng cũng không chịu, bán thuốc tây cũng không làm sao? Bán thuốc tây nhìn mặt thuốc còn quen hơn mặt con, sao con chịu được? Còn văn phòng á hả, ăn bận lịch sự, áo bỏ quần ngồi mới lạnh không có hợp với con. Ủa, vậy rồi sao thầy giáo cũng mưa làm sao? Ôi, thầy giáo khô khan lắm á má ơi, đâu có hợp với lãng mạn như con vậy. Ừ, vậy hả con? Dạ. Ừ, vậy thôi con chết già đi ha. Mai mốt cái mặt con nó nhăn như trái táo tàu á, rồi lúc đó không có ai kế bên chăm sóc á, rồi khóc. Má kỳ quá, con giận má luôn á. Ý con không có đòi hỏi gì, nhưng mà ra người đàn ông của con phải nghĩa hiệp, phải đường đường là một đấng nam nhi. Đầu đội trời, chân đạp đất. Vàng nó sắp lên 50 triệu rồi, nhăn. Bày đặt nhiều chuyện kén chọn à. Cái thằng nào đó biết lo cho gia đình, với lại nó không có mèo mỡ gà đồng là được rồi. Đi vô lấy nước, đem ra. Nghe không, tao móc con mắt bây giờ. Trời ơi, tưởng gì, chứ hôn đâu có khó đâu. Hôn á thì có nhiều kiểu hôn, ví dụ như là môi chạm môi nè, rồi chạm chị à. Có nghĩa là hai vợ chồng chị vẫn sinh hoạt bình thường đúng không, nhưng mà chỉ mỗi cái không có hôn thôi. Dạ. Vậy á thì càng dễ hơn nữa. Như vậy á là chồng của chị á là thuộc cái tiếp người là nôn nóng, đi thẳng với phần thân bài và kết luận luôn, bỏ qua phần mở bài. Chị nên làm trước để nhắc ảnh đi. Trời ơi, không có. Lúc trước ổng thích hôn lắm, nhưng mà cô biết hôn rồi sau này á, công việc làm ăn nè, rồi con cái nè, bởi vậy vừa mệt mỏi bận bịu cho nên ổng qua lo đại khái thôi à. Nhưng bây giờ cuộc sống đỡ hơn rồi, bây giờ con cái lớn lên đi học hết rồi, rồi hai vợ chồng ở nhà có mình à. Thiệt tình nhiều lúc mình cũng muốn lắm, nhưng mà ổng cứ né hoài à. Chị biết không, người ta chỉ tôi xài nước hoa nè, rồi mặc áo ngủ đẹp nè, tôi cũng đã làm hết rồi, nhưng mà cô không thay đổi gì hết à. Chết rồi, hay là ổng không còn thương tôi nữa. Nụ hôn là biểu hiện của tình yêu, nó là màn dạo đầu, cũng là đỉnh cao của tình yêu. Dạ, tôi biết. Mà để đi đến nụ hôn á thì hai người đó phải yêu nhau rất thành thật và hết lòng với nhau. Ồ, vậy là ông hết thương tôi rồi hả? Không, có đôi khi thì tình yêu vẫn còn, nhưng mà vì cuộc sống bận rộn quá cho nên làm cho ảnh quên đi á. Trời ơi, bây giờ không có bận nữa, tôi bây giờ rảnh rỗi lắm rồi. Nói thiệt nha, thậm chí tôi đi làm răng lại luôn rồi đó. Rồi mỗi lần tôi đánh răng, tôi đánh thiệt là sạch luôn, xịt cho cái miệng thơm tho nè. Rồi tôi còn đi nội soi cái bao tử tôi nữa nè.
tôi uống đủ thứ thuốc hết luôn. À, nhưng mà buổi tối á, hai vợ chồng có nói chuyện gì với nhau không? Dạ, có. Người ta nói với tôi á là phải vui vẻ với ổng. Tôi nói đủ thứ hết trơn á. Vậy buổi tối thường á là hai vợ chồng chị nói chuyện gì với nhau? Thì tôi nói chuyện con cái nè, nhà cửa nè, rồi công chuyện làm ăn của ổng. Ổng á là ổng có một cái chỗ bán hoa kiểng lớn lắm. Rồi ổng bán phân, ổng bán thuốc trừ sâu nè. Nói thật sự là tôi nói chuyện với ổng chuyện làm ăn mà ổng có nghe. Cô biết không, tôi với ổng khắc khẩu, vậy mà tôi vẫn phải ráng nói đó. Rồi còn cái này nữa là cô ơi, tự nhiên bây giờ mê chim, bao nhiêu tiền cũng đi mua chim hết trơn à. Vậy là tôi đã hiểu rồi đó. Có lẽ là tôi đã biết nguyên nhân lý do tại sao rồi. Ủa, vậy là sao cô? Có lẽ ông xã chị thuộc cái tiếp người là không muốn nghe người ta nói quá nhiều. Trời ơi, không có. Ông thích lắm. Ông mà gặp khách là ông nói quyên thuyên, ông nghe mê ly luôn. Mà chỉ có giờ tôi không biết làm sao với ông thôi. Bây giờ vậy đi, chị về nhà, chị làm tất cả các công đoạn trước đây chị từng làm, nhưng mà tuyệt đối không nói một câu nào hết. Trời, bây giờ ông nói gì hết trơn hả? Ừ, đúng vậy. Mà sao kỳ vậy? Rồi không nói gì hết biết làm sao? Mà có kỳ không? Tôi thấy kỳ lắm á. Không nói một câu nào hết. Chị lặng lặng, chị tới, chị ôm ảnh từ phía sau, rồi chị từ từ nép vào người ảnh. Sau đó chị lấy cánh tay ảnh ra, gối đầu lên đó, rồi chị nằm im, không nói gì hết, chỉ cần vậy thôi. Vậy chỉ cần vậy thôi hả? Ừ, đúng rồi đó chị. Chị về cứ áp dụng đi. Có gì á chị cứ quay lại đây, rồi tụi em cho chị biết kết quả ha. Vậy hả? Vậy thôi tôi về nha. Chị cứ thử coi. Thôi cảm ơn hai cô nha. Tôi về. Dạ. Sao kỳ vậy trời? Em đã ráng hết sức mình rồi mà kết quả cuối cùng cũng vậy à. Chị, sao chị giỏi quá vậy chị? Anh khát quá, còn nữa không em? À, hết rồi, hết rồi. À, anh Đức nè. Tôi nghe nói là anh đi thi chung với má tôi hả? Vậy cái dòng đó anh Thiên hát bài gì vậy? Ủa, cô Duyên không có kể cho anh nghe hả? Nếu mà tôi nghe kể rồi tôi hỏi anh chi? Anh bận nguyên bộ đồ jean nha, cầm cây guitar, hát bài Cao Nguyên Xanh, ai cũng khen anh hết á. Nói anh là lãng tử, giống như là Trung Tử Lưu vậy á. Anh! Ừ? Bận đồ jean. Trung Tử Lưu. Trời ơi, anh tự tin lắm á nha. Chứ sao? Nói chung á là mình phải đầu tư cho tiết mục. Bài nào bận cái gì á thì mình phải tính trước. Thí dụ như là hát bài Lá Đỏ thì mình phải bận nguyên bộ đồ bộ đội, rồi đội nón tay bèo, đeo ba lô gắn nhánh cây vô, vậy mới quay. Còn hát về tình yêu á thì mình mặc đồ vest giống như là Tuấn Ngọc vậy á. Ai cũng nói anh giống Tuấn Ngọc lắm á. Anh? Ừ. Giống Tuấn Ngọc? Ờ. Trời ơi, anh đừng có nói vậy. Tuấn Ngọc thần tượng của em. Nhưng mà Oanh nè, anh không có coi trọng về nhan sắc đâu, em yên tâm đi. Vậy? Không, ý của anh nói á không phải là tự mình khen mình, mà anh chỉ nói sự thật thôi. Sao nóng quá vậy ta? Ủa, nút quay nó hư rồi hả em? Hư rồi. Trời ơi, mát quá, thoải mái ghê. Để bữa nào á anh về nhà đem tặng cho em cái mới. Khỏi, tôi mát lắm, khỏi tặng. Tôi nghe nói là anh giỏi làm công chuyện nhà lắm phải không? Nói chung á thì cái gì anh cũng biết hết. Ủa, bộ của anh muốn nhờ anh giúp cái gì hả? Tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp. Cái bếp ga nhà tôi á nó bị hư rồi, xì ga hoài à, hôi lắm. Bây giờ anh sửa giúp nó giùm tôi nha. Được phải không? Bếp ga hả? Ừ, chờ em xíu vô lấy liền. Làm gì vậy?
cái nữa quẹt quẹt. Làm gì? Con, làm cái gì? Thưa con. Thôi không. Má yên tâm đi, con không có để cho nổ banh nhà đâu. Không, tao đi. Thưa con má. Trời ơi. Nè anh, nè anh. Mở 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 ra giùm em ơi. Mở ra lấy mình ra ra. Anh có nghe mùi ga không? Có. Có phải không? Để em lấy hột quẹt em quẹt thử coi để nó... Nó nổ á. Anh mà sợ nổ nữa hả? Sợ chứ. Đồ banh lòng chợ rồi mà sợ nổ cái gì? Các em chép vô nhanh lên. Tôi biết là mấy em không ưa gì mấy phương trình này. Nhưng đề là của sở ra chung. Cho nên các em phải ôm tất cả. Không có học tủ nghe chưa? Cái bằng cấp 3 mà không lấy nổi, thì sau này các em làm được cái gì? Lấy cái gì mà ăn? Thôi, các em chép bài đi. Tối đi ăn không? Ngày mốt đi. Mai làm cho xong đống bài tập này. Không thể chửi. Bài bài hoài. Không làm bài chết hả? Lát chiều, con ghé qua mẹ đi ăn nha. Cẩm Tú. Dạ. Đưa cái điện thoại đó cho tôi. Đâu có gì đâu thầy. Em muốn đưa hay muốn lên phòng giám thị ngồi chơi? Mang lên. Nói với mẹ, mai sáng lên đây gặp tôi. Dạ. Thật ra đây chính là vấn đề của em đó. Nè em, trước lúc mà em đi học, bộ hai vợ chồng không có bàn bạc kỹ càng hay sao? Lỗi là tại em, là do em thích học quá. Em có nói với anh giống như hôm qua em nói với chị vậy đó. Lúc đầu thì anh cũng không có nói gì với em hết. Chỉ có từ lúc anh dính một cái vụ, một cái phốt quá nặng ở cơ quan, tự nhiên em thấy ảnh sao sao á. Rồi gần đây thì bắt đầu khó chịu ra mặt với em luôn. Mà sự việc bây giờ đã lỡ vậy rồi, em không biết phải làm sao hết chị ơi. À, chồng em làm nghề gì vậy? Anh là bác sĩ. Bác sĩ mổ tim đó chị. Anh tên gì? Anh tên là Đức Tính. Anh làm ở bệnh viện trung tâm. À, chị biết rồi. Chị biết chồng em hả chị? Thì chị đọc báo sức khỏe, thấy có nhiều bài viết về bác sĩ Tính lắm. Từ hồi còn là chàng sinh viên nghèo, đậu thủ khoa với 3 điểm 10 tuyệt đối của trường y, rồi tới khi là một bác sĩ xuất sắc nhất của bệnh viện trung tâm. Vậy là chị cũng biết ảnh dính vào cái vụ bán thuốc giả ở trong bệnh viện rồi hả? Mà theo chị nghĩ, nếu ảnh giỏi như vậy thì tại sao khi thấy vợ thăng tiến như vậy lẽ ra anh phải vui chứ? Hay là ảnh cũng giống như những người đàn ông phong kiến, nói chung là chỉ muốn vợ làm nội tướng trong nhà thôi phải không? Chị không hiểu sao một người giỏi như ảnh mà dính vô 3 cái vụ mà thuốc giả chi uổng vậy. Ba ảnh hồi xưa làm cò thuốc ở khu dược á. Hồi đó thuốc men khan hiếm dữ lắm. Cũng có thể anh không có tính đó. Nhưng mà công việc của anh bị chừng lại. Mà thấy vợ vậy chắc cũng ấm ức chị à. Chị à, em đến đây là có hai câu muốn hỏi chị.
bây giờ em phải làm sao hả chị? Bài báo của chị đưa ra những cách thức hay, như là hai vợ chồng ngồi lại thương lượng cùng bàn bạc với nhau, phân công công việc khi giờ đi học. Nhưng mà bây giờ trường hợp của em nó hơi khác một chút, cho nên là em... Hiện tại bây giờ em có biết là ông xã của em đang muốn gì không? Nhất là trong công việc, trong nghề nghiệp của ảnh á. Em cũng không biết nữa. Muốn làm gì hả? Em cũng không biết nữa chị ơi. Tại vì lâu rồi em với anh cũng không có nói chuyện với nhau. Thực ra là em cũng biết ảnh nghĩ tới chuyện đi lên, có thể là trưởng khoa hay là phó giám đốc bệnh viện. Nhưng mà cái vụ thuốc men đó đã làm chặn lại hết mọi thứ rồi chị à. Vậy chẳng lẽ bây giờ hai vợ chồng không ngồi lại để bàn với nhau về chuyện này hay sao? Để em ráng coi sao. Nhưng mà em sợ khó quá chị ơi. Bây giờ tình hình mọi thứ tự nhiên nó khác hết, cho nên là bây giờ em... Thôi bây giờ vậy nè, Em có chơi thân với một người bạn nào của chồng em không? Nếu như có thì chị nghĩ là em nên nói chuyện với người đó, để tìm hiểu xem hiện tại bây giờ chồng em đang muốn làm cái gì đó. Nếu được á, thì em âm thầm hỗ trợ chồng để chồng em đạt được mong muốn, thì chị nghĩ là tình hình sẽ khá hơn á. Vậy hả chị? Có vậy thôi mà em nghĩ cũng không ra nữa. Nhiều lúc á, người trong cuộc bị bế tắc, không nghĩ ra được cái gì hết. Lời đồn về chị đúng là không sai mà. Không có đâu. Chắc có lẽ là tại vì chị là người ngoài cuộc, cho nên chị dễ nhìn thấy thôi đó mà. Được rồi, còn câu hỏi thứ hai thì sao nào? Em sao? Em vừa gặp lại người yêu cũ của em. Em thấy cảm giác lúc này rất... Nó rất... Rất... Em thấy sợ quá chị ơi. Em muốn xin chị lời khuyên. Bây giờ em có nên gặp lại ảnh không chị? Em vừa nói với chị là em đã gặp rồi kia mà. Đã gặp rồi. Nhưng vấn đề ở chỗ là... Em nghe nói ảnh đang bệnh rất nặng, mà người khuyên ảnh đi bệnh viện chỉ có thể là em thôi chị à. Hả? Nhưng mà điều gì làm cho em nghĩ rằng nếu như em khuyên thì ảnh sẽ đồng ý đi khám? Em cũng không chắc lắm. Nhưng mà về chuyện này em... Hay là bây giờ để em kể lại trình tự cho chị nghe nha. Hồi đó tụi em học chung phổ thông với nhau, lớn lên hai đứa cùng đậu tổng hợp văn. Hai đứa em đã từng có một mối tình sinh viên rất đẹp. Đưa đây. Anh Sơn. Ừ. Em, anh có mệt không? Em không bao giờ ngờ được đó là một buổi chiều cuối cùng hai đứa được ở bên cạnh nhau. Cũng đêm hôm đó có một buổi tiệc để chờ em ở một chỗ khác. Để con chào hai bác. Em ngồi đi. Dạ. Dạ. Đây là bác sĩ Tính, bà đã đưa báo con đọc rồi đó. Cháu vừa nói là cháu được đề bạt phó khoa phải không? Dạ, mới vừa rồi con được đề bạt làm phó khoa tim mạch. Còn trẻ vậy mà đã được đề bạt phó khoa rồi. Chắc chừng tuổi bác á thì con được làm viện trưởng luôn đó. Dạ. Anh Tính là một người rất là nhanh nhẹn, biết cách làm ăn từ khi còn sống với ba má của ảnh. Bên em, tuy đất đai nhà cửa không thiếu,
nhưng mà ba em muốn em có một chỗ dựa vững chắc. Còn đối với anh Sơn thì gia cảnh của anh quá khó khăn. Bản thân của anh thích lang bạc, phiêu du. Nè, em có thích cuộc sống đầy hứa hẹn được vẽ ra cùng với Tính không? Có. Thực ra trong thâm tâm là có chị à. Nhưng mà em không dám nói ra điều đó với Sơn. Em tới lâu chưa? Được rồi, qua đi chụp phản quang đi. Dạ. Em tới thăm anh hả? Đợi anh có mệt không? Em muốn nói với anh một chuyện. Chuyện gì? Mẹ em đang bệnh rất nặng, cần phải mổ. Chỉ có anh Tính mới cứu được mẹ em thôi. Em không còn cách nào khác. Em, làm sao mà anh quên được em? Làm sao mà anh quên được giọng cười của em, cái đuôi tóc nhõng nhẽn này? Em xin lỗi anh. Em xin lỗi. Ủa, Tuyết Minh, chuyện gì vậy? Cô vợ, cô chăm sóc anh Sơn giúp mình nha. Tuyết Minh yêu Sơn mà nghĩ Sơn yếu đuối vậy sao? Đi đi, nhưng mà phải thật sự hạnh phúc vì điều đó nha. Em đã làm cho anh tổn thương, thành ra em mới không chắc là anh có chịu gặp em hay không. Chưa nói là anh có chịu nghe em đi chữa bệnh không nữa. Rồi, bây giờ mình thử xem xét vấn đề coi nha. Theo chị thấy, gia đình em đang có vấn đề. Bản thân em cũng đang có vấn đề đó. Mà bây giờ em lại gặp người yêu cũ, thì có khác nào là em đổ dầu vô lửa hả? Trong trường hợp này, chị nghĩ là mình phải chọn lựa thôi. Đối với em, điều gì là quan trọng nhất hả? Làm sao mẹ có thể nói được điều gì là quan trọng nhất hả chị? Gia đình là quan trọng, nhưng mà việc cứu Sơn cũng không thể nói là kém quan trọng hơn. Nhất là khi bản thân em cũng xốn xang muốn gặp đúng không? Nhưng nếu như có giải pháp khác thì sao? Em không đi gặp, nhưng mà em có thể nhờ người khác tới gặp được mà. Nếu chị là em, chị sẽ chọn gia đình. Và nhất là khi chị có hai đứa con gái thiên thần. Mình là đàn bà, chúng ta phải ưu tiên con mình chứ, đúng không em? Đúng. Làm gì cái mặt như mất sổ gạo vậy? Bộ chưa thấy ai lên văn phòng hả? Ừ, thầy biết chưa? Biết gì? Thì ví dụ đó đó. Không hả? Sao mà biết được? Vậy mai sao? Sao là sao? Thì cái vụ lên phòng xin lại cái điện thoại đó. Xin gì? Chọn luôn. Thế nào thầy cũng gọi điện về nhà cho mẹ tôi biết à. Hay là bây giờ khai thiệt luôn đi. Tôi mệt quá, chuyện tôi lo. Vậy mấy bài tập á, làm được không? Để Linh chỉ cho. Sao mà tự làm được, tới đi. Vậy thôi, Linh đi trước nha. Ê,
Rồi có tới không? Ừ, thì tới. Nhưng mà vài bữa nữa đi nha. Bây giờ thầy làm căng quá. Vài bữa rồi vụ kia làm sao? Hay bây giờ nói luôn đi. Cũng được. Sao? Đinh nghe người ta nói bây giờ đi bệnh viện phá được rồi. Nhưng mà tôi muốn để thì sao? Sao được? Tụi mình còn nhỏ mà. Nhưng mà tôi thích. Chuyện này không có được đâu. Lỡ mà ba má Linh với lại mẹ Tú biết được á, rồi tụi bạn nữa, tụi nó cười cho đó. Tôi cũng sợ. Nhưng mà Linh sợ lắm. Thôi đi đi, làm gì mà. Vô đi. Đang coi bệnh án, chết đâu mà hối dữ vậy. Là em nè. Tới tận đây có chuyện gì không? Em muốn nói chuyện với anh chút được không? Hình như anh cũng sắp tăng ca rồi phải không? Mình uống cà phê nói chuyện với nhau một tí nha. Em nghĩ là bây giờ anh và em có thể ngủ cà phê được sao? Em muốn gì? Sao mình không thể uống cà phê với nhau được hả anh? Một chút thôi. Tôi đang trực. Tôi không có gì để nói với cô hết á. Đang mệt, muốn nghỉ khác một chút cũng không được. Ủa? Chị Minh? Em biết lý do tại sao ổng xém tí xíu đánh thằng lão công ngoài kia rồi. Em xin lỗi nhiều chuyện quá. Mà chị tới đây có chuyện gì không? Chị có chuyện muốn nói với Chức một chút được không?